Chào các bạn sinh viên, chúng ta cùng đến với học phần thực hành thí nghiệm vật liệu in. Về mục tiêu của môn học gồm có 3 mục tiêu chính như sau. Mục tiêu đầu tiên là giúp người học có khả năng đo và xác định được các tính chất cơ bản của giấy in, trên cơ sở đó kiểm soát các tính chất liên quan tới công nghệ, kiểm soát các tính chất liên quan tới sản phẩm in, giúp người học phân loại được giấy in. Mục tiêu thứ hai, xác định được các tính chất cơ bản của mực in như độ nhớt, độ mịn và màu sắc của mực. Xác định được pH, độ dẫn điện của dung dịch làm ẩm trong Windows offset Và mục tiêu thứ ba, giúp người học có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị đo sử dụng trong ngành in nhằm giúp các bạn có khả năng đánh giá chất lượng sản phẩm in. Trên cơ sở này, giúp người học có khả năng phân tích, đánh giá các số liệu thực nghiệm đạt được ở một số vấn đề liên quan tới vật liệu và các sản phẩm sử dụng trong ngành in. Thì để đáp ứng mục tiêu môn học này thì nội dung môn học của chúng ta cũng có 3 nội dung tương ứng. Nội dung đầu tiên là liên quan tới giấy in thì trong phần giấy in này chúng ta có hai tính chất nhỏ đó là tính chất về cấu trúc, trong tính chất về cấu trúc sẽ liên quan tới độ dày, định lượng, hướng giấy, mặt giấy cũng như độ ẩm giấy. Về phần tính chất thứ hai là nói về tính chất quang học của giấy. Trong phần tính chất quang học của giấy này chúng ta sẽ đi tiến hành đo và xác định các thông số liên quan tới màu sắc, độ trắng, độ sáng và độ đục của giấy. Để trên cơ sở hai tính chất này, chúng ta tiến hành phân loại giấy in theo chuẩn ISO 12647-2. Về phần nội dung thứ hai là mực in. Mực in chúng ta đi tiến hành đo và khảo sát các tính chất liên quan tới độ nhớt, độ mịn của mực in trên hai hệ mực loãng và hệ mực đặc. Đo pH và độ dẫn điện của dung dịch làm ẩm và dung dịch nước máng trong in Đối với sản phẩm in, chúng ta tiến hành đo màu, so sánh màu, đo độ bóng, đo mật độ của các lớp mực in thì thông qua giá trị mật độ này chúng ta sẽ đánh giá được độ dày của lớp mực độ sạch của lớp mực, độ tương phản in, độ gia tăng tầng thứ, cũng như độ nhận mực. Về nội vi và cách thức học tập, về nội quy môn học thì chúng ta phải thực hành thí nghiệm trực tiếp tại phòng thực hành thí nghiệm vật liệu in và tác phong thái độ của người học là phải tham gia thực nghiệm đầy đủ và trực tiếp tại phòng thí nghiệm, tuân thủ các quy định an toàn trên phòng thí nghiệm. Về số liệu thực nghiệm. Người học phải ghi chép cẩn thận số liệu thực nghiệm và ghi chép một cách rõ ràng, trung thực và có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn tại phòng thí nghiệm. Về phần yêu cầu viết báo cáo hoặc hoàn thành các bài tập theo yêu cầu thì mỗi cá nhân thực hiện đúng theo yêu cầu trên từng đơn vị bài học thí nghiệm yêu cầu. Về phương pháp học tập thì trước khi thực hành thí nghiệm trực tiếp tại phòng thí nghiệm các bạn phải xem qua video bài giảng về cơ sở lý thuyết cũng như các hướng dẫn thực hành thí nghiệm trên trang hệ thống UTX. Tiếp đến là chúng ta bắt đầu xác định vật liệu thiết bị sử dụng cho từng đơn vị bài thực hành thí nghiệm. Và sau đó là chúng ta thực hiện thí nghiệm trực tiếp tại phòng thí nghiệm vật liệu in, khoa in và truyền thông. Sau khi hoàn thành các câu hỏi, các bài tập trên trang hệ thống UTX thì các bạn bắt đầu viết báo cáo và cũng nộp báo cáo qua trang hệ thống UTX này. Về phương thức kiểm tra đánh giá môn học thì phương thức kiểm tra đánh giá môn học gồm có 3 phần. Thứ nhất là các bạn phải hoàn thành các câu hỏi, các bài tập trên trang hệ thống UTX thì phần này nó sẽ chiếm 40% số điểm. Trong phần thứ hai là số liệu thực hành thí nghiệm, các bạn thực nghiệm trực tiếp tại phòng thí nghiệm sẽ chiếm 30% số điểm. Trong phần thứ ba là viết báo cáo của từng cá nhân sẽ chiếm 30% số điểm. Về giáo trình học tập chính là giáo trình thực hành thí nghiệm vật liệu in và một số tài liệu tham khảo liên quan tới môn học. Về người phụ trách môn học, tôi Nguyễn Thành Phương, chuyên môn lĩnh vực là quan học và khoa học vật liệu. Đối với lĩnh vực nghiên cứu của tôi là về mực in chấm lượng tử và xây dựng công thức màu pha của mực in trên cơ sở phổ phản xạ của mực in. Về hướng nghiên cứu chính thì các bạn có thể tìm hiểu trên các trang Google Scholar cũng như là trang ResearchGate về một số bài nghiên cứu của chúng tôi. Chào các bạn, chúc các bạn luôn yêu quý ngành nghề mà mình đã chọn.